Dạ vâng, Solo xin phép được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và toàn thể anh em là thợ đam mê bẫy chim, bẫy thú rừng trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay trong video clip này em cũng xin giới thiệu đến toàn thể các bác và anh em về một cái mẫu loa. Đây là dòng loa điều khiển AT101 này, một trong những cái mẫu loa cao cấp mà hiện tại bên cơ sở đang kinh doanh phục vụ cho anh em nhé. Thì về cái dòng loa này thì các bác và anh em cũng thừa biết mẫu loa này nó có ưu điểm cực kỳ là vượt trội. Với cái dung lượng pin của nó là 4.000 mAh, kèm theo đấy là độ bán kính xa của nhà sản xuất báo là 2.000m nha anh em nhé. Nhưng mà khi mà test thực thì bên em bao test cho anh em từ 300 đến 350m là anh em điều khiển anh em đánh thoải mái rồi. Một cái dòng loa cao cấp với tính năng ưu điểm vượt trội luôn. Và cái dòng AT101 này thì các bác và anh em cũng biết rồi, nó là một trong những cái dòng loa hiện tại bây giờ là dòng loa được sử dụng với cái dung lượng pin là lâu nhất. Các bác và anh em có thể đánh tầm 14-15 tiếng liên tục mà không lo bị hết pin nhé anh em nhé. Thì để đi vào chi tiết về cái dòng loa này thì bây giờ em sẽ bỏ ra nhé, em sẽ mở ra cho anh em xem này. Đấy, khi mà các bác và anh em nhận được hàng, các bác và anh em cũng nên kiểm tra trước khi các bác và anh em thanh toán. Thì trong video clip này em cũng sẽ mở ra để cho các bác và anh em dễ dàng tham khảo anh em nhé. Dòng loa AT101 này thiết kế thì nó giống như cái hình của con giống như kích thước của con Q92, các bác và anh em nhớ nhé, lưu ý giúp em. Thiết kế thì giống như con Q92. Và cái hãng này của nó là hãng Music Traver. Đấy, với cái thiết kế của nó là các bác và anh em có thể thấy này, cũng rất là nhỏ gọn nhé. Đấy, nhưng mà dung lượng pin của nó cực kỳ là lớn. Đấy, các bác và anh em lưu ý như thế nhé. Khi mà các bác anh em sử dụng, anh em cũng có thể so sánh này, con Q92 hay là Q93 ấy, thì cái bản của nó là bản tiếng Trung anh em nhé. Nhiều bác nếu mà mới mua về sử dụng thì sẽ rất là khó sử dụng. Nhưng mà về cái dòng loa này thì các bác và anh em có thể thấy này, nó sẽ đầy đủ tất cả các phím chức năng này, như là master này, tone này. Master thì này thì là nó có nghĩa là bật mở cũng như là âm lượng. Đấy. Còn nút tone này thì là nó sẽ giúp các bác và anh em chỉnh pad, chỉnh check này. Đây, ở dưới đây nó sẽ có tầng pad, tầng check này. Anh em có thể chỉnh qua nhé. Và kèm theo đấy một hệ thống dàn đèn led này, giúp các bác và anh em khi mà sạc pin thì có thể là hiện là dễ dàng là biết là tình trạng pin của mình nó đang ở mức bao nhiêu. Đấy, khi mà đèn nó báo xanh led ấy, thì là nó sẽ là đầy, còn nếu mà đèn báo số 1, số 2, số 3 ấy, thì là mức pin nó ở tầm đấy. Ở tất cả đây trên mặt này thì nó sẽ gồm có những cái nút điều khiển này anh em nhé. Đấy, nút play pause này, có nghĩa là tạm dừng chơi nhạc này. Đấy, đây là nút tăng giảm âm lượng này, cũng như là qua lại bài lấy bài này. Đấy, đây là nút tạm dừng này, nút chuyển chế độ anh em nhé. Và về cái công năng của nó đây thì anh em có thể thấy này, dòng loa AT101 đây, thông số của nó nhé các bác nhé, với công suất của nó là 180W này. Đấy, dung lượng pin 4.000 mAh anh em nhé, trong cái bán kính từ 180Hz này cho đến 115Hz này đó. Các bác và anh em có thể là sử dụng cái sạc ấy, hoặc là cỏ pin ấy, từ 5V đến đây là dòng loa này thì nó được sử dụng với cái dung lượng là 5V 1A anh em nhé. Và thời gian sử dụng ấy, thời gian sạc đây anh em nhé, là từ 6 đến 8 tiếng. Thời gian sạc nó sẽ hơi lâu một chút, nhưng mà khi mà các bác và anh em sử dụng anh em sạc ấy, anh em đi sử dụng anh em đi bẫy chim ấy thì anh em mới biết được. Đấy, khi mà các bác và anh em đi bẫy chim thì anh em mới biết được là về cái ưu điểm của con này nó như thế nào. Và bây giờ em sẽ test thử cho anh em nhé. Đấy, đây là cái cổng cắm thẻ nhớ này anh em nhé. Các bác và anh em nhớ là đút cái phần lõi đồng xuống này. Đó. Các bác đút xuống này, sau đó là các bác và anh em bật lên này. Anh em ấn này. Âm thanh nó rất là trong nhé anh em nhé, cực kỳ là trong trẻo luôn. Khi các bác và anh em đánh bằng cái dòng loa này này thì các bác và anh em yên tâm luôn về cái âm thanh cũng như chất lượng. Âm thanh chuẩn và dung lượng pin rất là tốt nhé anh em nhé. Đây là cái quả pin của nó này. Đấy, đây là quả pin 5C của nó anh em nhé. Quả pin này thì khi mà anh em đi sử dụng ấy, anh em sử dụng cái quả pin này. Đấy, anh em lắp vào cùng với cái điều khiển này, remote này. Sau đó là các bác và anh em tiến hành mở này, gạt cái công tắc này. Tất cả thì nó đều hiển thị bằng cái phần tiếng Anh. Thế cho nên là các bác và anh em yên tâm là sử dụng nó rất là dễ. Nó không giống như Q92 đâu, Q93 anh em nhé. Q92, Q93 thì nó là một dòng loa cao cấp rồi. Nhưng các bác và anh em nào phải sử dụng quen, hoặc là phải mất một thời gian anh em mới sử dụng quen được.
Còn dòng AT100 này, AT101 này, nó là một trong những cái dòng loa mà nó được thiết kế là tất cả là bàn phím ký hiệu là bằng tiếng Anh, cho nên các bác và anh em sử dụng giống như cái điều khiển của mình, điều khiển TV ấy, nó rất là dễ nha anh em nhé. Anh em có thể ấn nick này. Hiện tại thì cái quả pin này nó bị phồng rồi anh em nhé. Anh em lắp pin này vào anh em nhé. Đó. Sau đó anh em lắp cái điều khiển này vào này. Đó. Các bác và anh em có thể thấy nhá. Đấy, sử dụng này rất là đơn giản thôi. Anh em bấm lên này. Đó. Nó sẽ nhảy bài luôn anh em nhá. Đó. Anh em bấm nút giữa tạm dừng này. Đó. Anh em bấm tăng giảm âm lượng này, lên mắc rồi, giảm âm lượng này. Đó. Một dòng loa cao cấp mà được các bác và anh em sử dụng. Đấy, bác nào và anh em nào đi xa anh em có thể là sử dụng với cái dòng loa này đấy, với dung lượng của nó là 4000 mAh anh em nhé, đánh xa đánh lâu đấy, điều khiển rất là xa anh em nhé, hội tụ tất cả các tính năng. Thì các bác và anh em nếu mà sử dụng với cái dòng loa này để đi đánh chào mào chích chòe hay đánh cu gáy, những cái dòng chim kén tiếng ấy, anh em sử dụng con AT101 để giúp em, một trong những cái dòng loa điều khiển cao cấp mà hiện tại bên cơ sở đang kinh doanh anh em nhé. Đấy. Và bên cơ sở em thì các bác và anh em yên tâm nhé, nhận hàng bên em sẽ cho các bác và anh em nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Và bên em thì ship hàng COD toàn quốc, anh em cứ nhận hàng kiểm tra đồng kiểm anh em nhé. Đấy. Bên em bao test cho anh em trong vòng 15 ngày. Đấy. Bao test cho anh em trong vòng 15 ngày. Loa có lỗi lầm gì là bên em sẽ bảo hành cho anh em. Đấy. Thì một video em làm đến đây cũng xin phép được kết thúc và hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video sau. Bác nào và anh em nào ủng hộ kênh, theo dõi kênh của em thì có thể là đăng ký này, xong rồi ấn vào chuông nhé anh em nhé. Ấn vào chuông để theo dõi những video mới nhất của em. Còn bác nào và anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì các bác và anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bên cơ sở em nhé. Đấy. Còn bây giờ thì em cũng xin phép chào các bác và hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video sau. Em xin chào và hẹn gặp lại.